Người Huyền đã tặng 30 sao nha. Hôm qua xem ông Cairo mỗi lần ông đục vòng là lát. Vòng á? Cairo qua chơi chủ tế à? Hôm qua chơi chủ tế, đặt một cái vòng cái là bên là giam rưỡi xong đứng đứng luôn. Thôi rồi, chết dở. Thôi để chơi giáo sư tôi coi. Nhưng mà không có team 4. Tần này dạo này toàn đi solo, à là toàn đi duo thôi, tại vì bọn lên chiến binh hết rồi. Mình lên chậm mà. Cảm ơn, đừng lag nữa. Tôi không muốn lag đâu, đừng lag nữa. Sáng nay có bạn còn, mấy bạn nhiều bạn lắm, còn cứ kêu là không vào được game. Trong khi game này không update, chả hiểu. Chả này game có kiểu gì, phải update game à? Có mặt trăng, có mặt trăng. Đó, tham gia gỗ nha. Mình đứng ngay cái hầm, còn tôi hầm nhà máy thì tất thiệt chứ. Ủa, thế là hầm nhà máy hầm nhà gỗ? Nhà gỗ. Ok. Ô, Hunter không có 3 giờ nha. Hunter không 3 giờ à? 6:12 à? Hunter không 3 giờ. 6:12 hoặc là 6:09 nha. Nổ máy xem Hunter ở đâu đi Cairo. Thay đứa nào bị dính 4 sếp cho chị. À hả? Không nhìn. Đã kêu mình đập mặt, kêu mình đổ máy hèm. À. Bạn đang hèm đứng đúc. Ơ, không lát nè. Hầm nhà gỗ. Sao? Ủa tao chơi con này sao tao không lát? Ê tỷ con này em. Rồi, chị Sharp, chị Sharp. À lộn, anh Sharp. Dí chị tâm lý. Chị tâm lý sắp đi rồi. Chưa, khai máu là mất cái đòi người ta đi sớm đấy nhỉ. Mất ý là mất máu thai. À. Em sợ nó đắm luôn á, tao làm sếp là đắm luôn là. À 9 giờ. 69. Không có 3 giờ đâu. 69. Sao con này cứu sếp khỏe. Con nào cứu sếp khỏe? Ờ. Chưa đánh không được kìa. Mà lén sợ, bà lén sợ. Cứ bạn lén lâu rồi, mày cũng được không đánh được. Sao mày non vậy? Ê nhưng mà giờ lại. Ui, 92 sao? Ờ thì cũng còn. Không phải là không thể. Chết rồi. Chết rồi, chết luôn. Không sao, không sao. Máy gần xong, 2:30 cũng được rồi. Chuyện cho em đi, chị cho em đi, em đi rồi. Kệ em, chị chuyển đổi máy khác rồi. Máy tay 10 rồi. Tí bù sau. Đổi máy mà 1, 2, 3, 4 đủ rồi, không sợ nữa. Ủa, hình nó không bị chạm xe. Sang đây được không? Ôi trời ơi, bà bật cái dép gai không kịp. Sang đây nào. Bạn kia có nhanh 20 giờ mà không sang đây à? Ơ kìa. Tê lê. À, tê lê đi đâu vậy? Má tính là quả cưới xong rồi bật dép lên đỡ mà không được. Rồi, tê lê nhầm máy rồi. Hiu kịp. Ủa không ai hiu à? Chủ tế đâu? Kìa. Ai đang bị hiu kìa? Chị! Chắc không qua kịp. Sao lại không qua kịp mà đứng đập máy á em? Chưa tí. Ui may thế. Ủa chị đâu? Chị bị dí rồi. Mày biết mà. Rồi chủ tế không ai được em. Mình là cái đứa phải đi qua vòng xa để hưu luôn á. Ủa, con đi xuống hàng là gì? Ủa, bạn ơi, có người bị dí rồi, bạn xuống hàm làm gì? Ủa? Em ơi, bị dí rồi mà. Mình thấy không có ai hưu nên mình mới phải đi qua để hưu. Chịu. Trời ơi, tâm lý với lại chủ tế kỳ thế. Con Luca đang accept bị đang bị dí. Em hiểu không? Chị thấy nó đi qua vòng xa, Hunter không đánh vòng mà chị nhìn thấy con tâm lý không được ai heal. Mà Hunter đang đi đến thì chị mới phải chủ động đi qua để heal. Thì thấy con chủ tế đang đập máy. Giờ mình không dám đi ngược lại vòng xa luôn tại vì còn bóng ấy. Hay quá. Eo ơi, chơi game kiểu này. Ôi, nhảy. Ôi. Thôi, tôi chịu rồi, cái này chị chết rồi. Không, ta không muốn bóc máu. Đừng cút ra. Rồi. Ta không bóc máu. Rồi, tha rồi. Ta không bóc. À. Còn cái đất hai đó à. Chờ ta. Tôi hiến chị đi, chị không muốn sống nữa. Cuộc đời này quá u ám. Cứu đi bạn ơi. Hiến chị.
Hú đi, ủa? Không hú à? Không hú thôi, cứu luôn cho rồi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Đây làm gì? Nè, cho cái dép ra nè, xử. Đâu, đâu, đâu? Đừng nhảy, đừng nhảy, đừng nhảy, đứng đây với em. Đứng đây luôn, đứng đây luôn, đứng đây luôn. Cậu lại em ăn hết chưa? Đứng, đứng, đứng sau em sẽ. Đừng nhảy. Ui, lá quá. Dép. Hay gì? Hay luôn. Ê, thôi, 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 thôi. Đéo hay rồi. Đéo hay rồi. Hay lên. Không được, không được, không được, không được. Ủa, máy nó còn một. Ôi, còn hai máy. Còn hai máy, còn hai máy, còn hai máy. Ủa, nó không đánh em à? Ui, gì đánh. Trời ơi, mình chết oan bởi vì cái pha mình vì đồng đội mình qua vòng sai. Chứ không mình trả qua kệ mẹ có tâm lý lên ghế lần hai. Chị ơi. Thôi, hòa được rồi, trận này chơi vậy. Làm thôi. Làm hai mất mình, đâu. Cách rồi. Ủa? Tele. Ôi rồi, không sao, không sao, không mất tele rồi, giờ chủ tế qua đây thôi chứ. À không, lên ghế lần 2. Nhưng mà, à gặp bằng sao, ok, ok rồi, được rồi. Nói thế là cậu sắp sau bữa. Ok. Ôi rồi tung trượt rồi, ok, hòa. Má ơi. Chắc kiểu chơi game mà không nhìn luôn á, không nhìn luôn á. Quá là trầm cảm. Tự nhiên Luca qua chết oan. Ui nãy nãy hú này. Mẹ bên em lại đứng biết tiếp. Gì bạn em đấy. À? Em gặp hình nữa à? Không biết mà lại bị tiếp rồi. Sia và Nai Bu. Quả đấy kể cả nó đánh em mà còn ăn ký sinh cũng được mà Cairo. Em gục rồi chị lên thì cũng chết à, vì ở trên còn một con đệ nữa mà. Chị chạy được. Chạy lắm, nhưng mà mình chỉ chạy được thì thắng được cái game chắc. Thì thế thì ở muốn ham thì mình phải đánh thiệt nó đi, chịu ham. Ủa ai cứu? Ai cứu? Em mặc Naibu đi, mặc bộ Naibu đi. Naibu đâu ra? Naibu bị ban mà. Ờ bị ban mất rồi. Đang suy nghĩ về việc lấy lại best Luca. Đấy. Nhưng mà chơi một mình Luca thì lại cũng chán quá. À, chơi một mình Luca thì lại không làm được video như con khác. Giờ toàn chơi lung tung chứ có chơi một con đâu. Khiến cả hai nhảy hầm á. Chưa chắc là nhảy được hầm á. Vì quả đây máy không program được, chỉ có nửa máu xong nhảy được hầm. À, có thể là Hiến luôn khỏi xuống cứu á em ạ. Thì có khi chỉ nhảy hầm được. Lúc đó bạn nó đã chọn cứu rồi gì ạ? Hả? Lúc đó nó đã chọn cứu rồi. Không, ý là chị á, lúc mà hai đứa xuống hầm chị Hiến luôn, chị nhảy hầm á. Ừ tại vì nó chơi hai đứa mà. Thì chị tính thì chị đơn độc thôi chứ sao? Đơn độc thì vẫn được điểm. Đúng. Đơn độc mà được điểm cả đám. Hết hồn. Ủa ơi, cái gì à? Đó ai mấy vừa bán gì? Hunter vừa mới ở đây. Lugino, Lugino, nó mấy đó rồi, phải mấy rồi. Ra công sau, ra công sau. Ủa ra công sau á hả? Đang không sao với tâm lý rồi ạ. Hầm ở nhà nhỏ á chị. Giờ đang tơ ra chỗ chị em ơi. Rồi lại còn xuyên valet nữa lại chúa. Tha. Em ở giữa nhà, em giữa nhà, giữa nhà. À, nó giờ đang tơ ra chỗ chị rồi. KD. Cái năm mấy? Valet rồi kìa. Thì đó, cái năm mấy đi. Ồ, mất dấu rồi, hay quá. Cảm ơn bạn. Ờ, thì nó vẫn thấy em ạ. Hiu phát này. Ra xung quanh đây thôi. Ra xung quanh đây đi. Rồi rồi. Không hiểu, không ấy à. Ê không được bạn ơi. Cô trái, ở cô phải, cô phải không chạy lại. Giờ. Phải chạy lại. Em móc móc dây chị đi. Không chị, cứ chạy thôi chứ vô góc chết cũng được. Sợ chả vào góc mà chết được ấy. Ủa chị chạy đâu lâu quá vậy? Không lật cái pallet. Có 12 giờ vô góc đi, 12 giờ. Ủa. Wow. Chị kia móc chị, chị theo em thì móc cái gì? Còn táp. Thả xuống chết cả rồi. Chín tám rồi, xong một máy rồi.
có ghế ở đây à? Nó xách xuống hầm à? Ê xách bên trong nhà này, Caro này. Làm gì có hầm ở đây? Ảo à? Ảo à? Ủa không móc được hả? Ê cổ không biết xách đi đâu luôn mà sao móc. Trời ơi, mình không tưởng ăn tơ đi vào giữa nhà, cái nó chạy ra cổng sau, con Lâm Lý dẫn ra chỗ mình ở lạnh chua. À qua bạn Tâm Lý ơi, chắc tại mình không ping á. Ơi! Trời ơi, ông nhàm. Ôi, đánh ghế. Khá khen. Ui dồi ôi, ba lét nữa. Cái khen cho sự thông minh của bạn. Biết mà. Còn có hai máy thôi. Kéo sớm đi, kệ nó. Ui. Kéo sớm mới sao, tại vì gần ghế quá mà. Ờ, gần ghế quá. Kéo sớm không được. Thằng tạch tỷ lệ gì vậy? Tạch máy không biết nữa. Ờ, công nhận Cairo báo là hăn dí Tâm Lý sau thì thấy chị Tâm Lý ra chào ạ. Rồi cứ xong support kiểu gì chứ còn hai máy khó lắm em ạ. Hay vào góc bất tử chết, nó mất blink rồi. Bây giờ không vào góc bất tử ấy. Em sợ không cứu được này. Rồi cứu được rồi. Ừ, thôi em cứu được rồi đó. Rồi. Vô góc này luôn đi. Vô lại rồi. Ui. Chém được. Ôi đừng ôm chứ. Kéo chị chạy xe thôi. Ngược lại. Hay quá chị ơi. Chị né luôn chứ ngược cái gì mà ngược. Ôi 12 giờ. Trời ơi chị 12 giờ né kéo em. Ôi 12 giờ né kéo á? Ai biết được. Chứ biết em kéo đâu. Nó phải thả hai lần đấy. Nhảy đi đâu vậy? Đừng là tôi bắt. Hay quá. Thả. Sớm. Vô góp chết không chị? Vô. Cứ lái. Không được. Cái này cũng có ghế đâu. Mà này không có ghế. Nó phải xách ra bên đó. Rồi từ từ dậy, có khi dậy được đấy. Nó nhảy kia kìa. Né đi. Chị đang bò đây, đằng này không có ghế. Bò cốt. Rồi. Lên. Hay quá. Xong rồi à? Kéo rồi. Đã rồi. Thôi chị tự xử chị ơi, bọn bạn em cũng đáng ghé lắm. À, hồi ta điêu mi. Thôi rồi, nó cứ, con Tâm Lý nó cứ thổi còi làm cái gì, mình đang cai mà. Rồi. Mở cổng xong rồi. Rồi, chưa đứa nào mở cổng. Ủa sao không mở cổng? Đùa. Nãy giờ không đứa nào mở luôn á. Chúng tôi gánh như thế các bạn là muốn nghiêm hòa. Ồ. Nãy giờ không đứa nào mở cổng luôn, kỳ cục. Con Tâm Lý nó lại còn ở giữa map nữa chứ. Rồi, Hunter thấy Tâm Lý rồi, Tâm Lý. Hiểu ta ra đi cứu. Hiểu. Cứu được không? Nó còn stress kìa, đợi hết mắt đỏ cứu được không? Gì đó. Ở Bram rồi có tại sao lại không ra cổng mà cổng mà lại đứng giữa map nhỉ, sợ Hunter ra. Em không, em vẫn không biết tại sao con Tâm Lý đi theo chị làm gì á. Nó được không, con Tâm Lý nó hú cò cho chị. Chắc nó định đè máy Bram nhưng mà sau đấy không lúc chị chết á. Lúc Bram xong rồi chị thấy nó vẫn đứng nó hú cò cho chị trong khi chị đang cai, chị đang hơi không hiểu tại sao lại hú cò. Nó đi rồi em ạ, mất tim rồi. Thấy em à? Nhưng mà khó vậy. Thật là phí và ái một cái trận. Chịu. Các bạn không muốn thắng thì các bạn muốn một game hòa. Ừ. Ở đây chả hiểu sao Tâm Lý lại làm vậy á.